về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cô đi ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100.000. Nào, bài tập số 1 là một bài toán so sánh. Bây giờ các con sẽ có nhiệm vụ điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng vào các phép so sánh sau đây. Được chưa nào? Thế thì bây giờ cô sẽ có phép so sánh đầu tiên là số 5689 và 5690. Thì đây đều là hai số có 4 chữ số, đúng không nào? Chúng ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở các hàng từ trái qua phải tương ứng. Nào, cô thấy hàng nghìn đều là số 5, hàng trăm đều là số 6. Tuy nhiên đến hàng chục thì 8 bé hơn 9, được chưa? Cho nên ở đây cô sẽ điền dấu bé hơn. Số tiếp theo 7100 với 7099 thì cô thấy là 7100 lớn hơn 7099, đúng không nào? Vì hàng trăm là số 1, còn hàng trăm bên này là số 0. Tiếp theo này, 4000 so sánh với phép tính cộng ở vế phải thì tức là chúng ta sẽ phải thực hiện cho cô phép tính cộng ở vế phải trước. 3600 cộng 400 cô ra kết quả bằng 4000. Vậy hai vế này bằng nhau. Vế trái 6000 cộng 4000 còn vế phải là 9000. Vậy chúng mình sẽ thực hiện phép tính cộng của vế trái. 6000 cộng 4000 ra kết quả bằng 10000, đúng không nào? Thì chắc chắn là lớn hơn 9000. Tương tự nào, 7000 cộng 2000 so với 9000 thì cô thấy 7000 cộng 2000 bằng 9000. Và phép so sánh cuối cùng, vế trái là 800 cộng 200. 800 cộng 200 chúng mình ra kết quả bằng 1000, đúng không nào? Thế còn bên này là 11000. Vậy chắc chắn 1000 là số có 4 chữ số thì phải bé hơn số có 5 chữ số. Cô điền dấu bé hơn và phép so sánh cuối cùng. Thì đây là bài tập đầu tiên. Bài tập số 2, đề bài yêu cầu các con sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé. Bây giờ chúng ta quan sát vào các số này. Cô có 4768, 5189, 4827 và 5786. Đây là 4 con số có 4 chữ số. Vậy chúng ta sẽ thực hiện so sánh cho cô 4 con số này rồi chúng mình mới sắp xếp, đúng không nào? Thế cô thấy là gì? Trong 4 con số này thì có 2 con số có chữ số hàng nghìn là 4 và 2 con số có chữ số hàng nghìn là 5. Vậy chắc chắn cô thấy 2 số có chữ số hàng nghìn bằng 4 sẽ bé hơn 2 số còn lại, đúng không nào? Vậy 4768 là so với 4827 thì bé hơn. Vì hàng trăm là 7, bé hơn hàng trăm là 8, đúng không nào? Vậy số này sẽ là số bé nhất này. Rồi đến số 4827. Còn hai số tiếp theo, 5189 sẽ bé hơn 5786. Vì hàng trăm là 1, bé hơn hàng trăm là 7. Vậy 5786 là số lớn nhất, đúng không nào? Thế thì phần A chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau. 4768 bé hơn 4827, bé hơn 5189 và bé hơn 5786, được chưa nào? Từ bé tới lớn. Và ngược lại phần B sắp xếp từ lớn đến bé như sau. 5786 lớn hơn 5189, lớn hơn 4827 và lớn hơn 4768. Các con hiểu chưa nào? Thì đây là bài tập số 2. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 3 nào. Bài tập này yêu cầu phần A là viết các số sau thành tổng của nghìn, trăm, chục đơn vị theo mẫu. Các con quan sát vào câu mẫu. Cô có số 2894 thì khi cô viết thành tổng của nghìn, trăm, chục đơn vị sẽ là 2000 cộng 800 cộng 9 chục, tức là 90, và cộng 4 đơn vị, đúng không nào? Tương tự với các con số mà đề bài đã cho, chúng ta sẽ viết như sau. 2894 là số ở mẫu này. 7205 cô sẽ viết thành 7000 cộng 200 cộng 5 đơn vị. Tương tự 5668 cô viết thành 5000 cộng 600 cộng 6 chục và 8 đơn vị. Số cuối cùng 3327 cô viết thành tổng 3000 cộng 300 cộng 20 cộng 7 đơn vị.
Thế thế nào? Thì đây chính là cách chúng ta viết một con số thành nghìn trăm chục đơn vị. Phần B, viết tổng các số sau thành số. À, vậy là phần B này sẽ ngược so với phần A, đúng không nào? Ví dụ quan sát vào câu mẫu, cô có 3.000 cộng 500 cộng 20 cộng 7 đơn vị. Cô sẽ tạo thành con số 3.527, đúng không nào? Thực hiện tương tự cho cô 4 phép tính này. Cô có này, 4.000 cộng 700 cộng 40 cộng 2 thì chúng ta thành lập được số 4.742. 2.000 cộng 600 cộng 40 cộng 8 thì cô có số 2.648. Tương tự, 5.000 cộng 500 cộng 50 cộng 5 đơn vị thì chúng ta có số 5.555. Và phép tính cuối cùng, 3.000 cộng 900 cộng 8 thì cô có 3.908. Bài tập này rất là đơn giản thôi, Phương Hoan hoàn thành cho cô vào trong vở. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện bài tập tính nhẩm số 4. Ở đây tính nhẩm cô có các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100.000. Để thế nào? Thì cách tính nhẩm cô cũng đã hướng dẫn chúng mình rồi. Ví dụ như phép tính đầu tiên, 6.000 cộng 3.000 trừ 5.000 thì chúng ta sẽ lấy 6 cộng 3 trừ đi 5. Sau đó viết thêm 3 chữ số 0 vào bên phải kết quả vừa tìm được, đúng không nào? Thế bây giờ cô sẽ có đáp án của bài tập này như sau này. 6.000 cộng 3.000 là 9.000, đúng không nào? 9.000 trừ 5.000 có 4.000. Hay cô lấy 6 cộng 3 là bằng 9, 9 trừ 5 bằng 4. Sau đó cô viết thêm 3 chữ số 0. Tương tự, 8.000 trừ 3.000 trừ 2.000. Cô sẽ lấy 8 trừ 3 trừ đi 2. Và cô ra kết quả bằng 3 rồi viết thêm 3 chữ số 0. Được chưa nào? 3.000 là kết quả cuối cùng. 7.000 trừ mở ngoặc 1.500 cộng 4.500. Đóng ngoặc. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện trong hoặc trước, đúng không nào? 1.500 cộng 4.500 ra kết quả bằng 6.000. 7.000 trừ đi 6.000, cô lấy 7 trừ đi 6 còn 1, viết thêm 3 chữ số 0. Đáp án cuối cùng là 1.000. Và 6.000 cộng 2.000 trừ 3.000, cô sẽ lấy 6 cộng 2 bằng 8, 8 trừ 3 bằng 5, rồi viết thêm 3 chữ số 0 nữa, kết quả tìm được là 5.000. Các con hiểu cách tính nhẩm chưa nào? Thì đó, nếu như các con biết cách tính nhẩm như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn. Nào, bài tập số 5, đặt tính rồi tính. Cô có các phép tính nhân chia trong phạm vi 100.000. Bây giờ các con sẽ thực hiện đặt tính rồi tính cho cô lần lượt như sau. Đầu tiên cô có 4 phép tính nhân. Nào, 23 x 3, cô lấy 3 x 3 bằng 9, 3 x 2 bằng 6. Vậy kết quả nhận được là 69. 114 nhân với 6 thì cô nhận được kết quả là 684. 6 x 4 bằng 24 với 4 nhớ 2. 6 x 1 bằng 6 nhớ 2 bằng 8. 6 x 1 bằng 6. Được chưa nào? Phép nhân tiếp theo, một số có 4 chữ số với số có 1 chữ số thì kết quả cô nhận được là 8.650. 2 x 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4 nhớ 1 bằng 5. 2 x 3 bằng 6 và 2 x 4 bằng 8. Được chưa nào? Phép nhân cuối cùng này, 12.318 nhân với 3, chúng mình sẽ nhận được kết quả là 36.954 vì thực hiện tương tự giống như 3 phép tính nhân vừa rồi. Bây giờ sang đến các phép tính chia nào. 93 chia cho 3 thì ở đây cô sẽ thực hiện chia như sau. 9 chia cho 3 được 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 3, cô có 3 chia 3 được 1. 1 x 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0. Vậy thương nhận được là 31. Đây là phép chia hết. Phép chia số 2, 558 chia cho 5. Thì ở đây cô chia như sau. 5 chia 5 được 1. 1 x 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0. Hạ 5, cô có 5 chia 5 lại được 1. 1 x 5 bằng 5, 5 trừ 5 là hết. Hạ nốt chữ số 8 xuống. 8 chia cho 5 được 1, 1 x 5 bằng 5 và 8 trừ 5 bằng 3. Kết thúc phép chia thì đây là một phép chia có dư, đúng không nào? Với thương là 111 và số dư bằng 3. Tương tự đối với phép chia cuối cùng thì cô có kết quả là 2.304 và đây là một phép chia hết. Các con sẽ thực hiện đầy đủ qua các bước như thế này. Được chưa nào?
Và phép chia cuối cùng 84.273 là một số có 5 chữ số, chia cho số có 1 chữ số là 6. Thì cô sẽ nhận được kết quả là 14.045 là thương và số dư bằng 3, giống như kết quả trên bảng cô đã viết. Được chưa nào? Đó. Và sau đây là bài tập số 6. Bài tập này yêu cầu các con tính giá trị của các biểu thức sau. Và đương nhiên là chúng ta sẽ phải áp dụng cho cô thứ tự thực hiện các phép tính, đúng không nào? Nào, ở đây cô có 4 biểu thức và bây giờ chúng mình sẽ thực hiện lần lượt các biểu thức này. Biểu thức đầu tiên 250 trừ đi 550 chia 5. Thì đến đây cô thực hiện chia trước trừ sau, đúng không nào? 550 chia 5 ra kết quả là 110. Sau đó 250 trừ 110 bằng 140. Biểu thức số 2, 350 chia 7 trừ 6 thì chia trước trừ sau. Cô được 50 trừ đi 6 và kết quả cuối cùng là 44. Biểu thức C, 450 trừ mở ngoặc 50 cộng 350 đóng ngoặc. Thế đến đây chúng mình phải thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Tức là cô lấy 450 trừ đi 400 và được kết quả bằng 50, đúng không nào? Và cuối cùng mở ngoặc 500 cộng 40 đóng ngoặc nhân 2. Thì đây là một biểu thức chứa dấu ngoặc, cho nên chúng ta lại phải thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 500 cộng 40 bằng 540, sau đó nhân với 2 ra kết quả bằng 1080. Được chưa nào? Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn tập về thứ tự thực hiện phép tính để tính giá trị của biểu thức. Về nhà các con sẽ làm nốt cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa nhé. Và hẹn gặp lại chúng mình ở trong bài học sau. Xin chào. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.